Hiện nay những mẫu nhà ống nhỏ rất phổ biến, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Vậy làm thế nào để thiết kế phòng khách cho nhà ống nhỏ 3m, tuy nhiên nhìn vẫn gọn gàng, đủ tiện nghi và không bị chật chội rối mắt? Và đây cũng là thắc mắc của rất nhiều gia chủ. Vì vậy, trong video này thì Blog Nội Thất Đẹp sẽ chia sẻ cho bạn kinh nghiệm thiết kế phòng khách cho nhà ống 3m để các bạn cùng tham khảo nhé! Phối màu phòng khách tươi sáng có điểm nhấn. Với kích thước chiều ngang chỉ có 3m thì bạn nên lựa chọn những màu sơn tươi sáng để phòng khách nhà bạn trở nên rộng rãi và thoáng mát hơn. Bên cạnh đó, những tông màu sáng sẽ đánh tan cảm giác với không gian chật chội. Và đây là nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ khi trang trí phòng khách 3m. Tuy nhiên, nếu bạn thích những tông màu trầm, có thể sử dụng chúng để làm điểm nhấn giúp không gian phòng khách nhỏ của bạn trở nên nổi bật hơn. Lựa chọn sofa phù hợp với thiết kế phòng khách với chiều ngang là 3m. Thường thì phòng khách của các gia chủ thì luôn đặt một bộ sofa để có thể tiện tiếp khách. Tuy nhiên, nếu phòng khách chỉ rộng 3m thì bạn cần phải lưu ý. Với diện tích hẹp như vậy thì hai chất liệu là sofa gỗ và sofa da sẽ phù hợp nhất hiện nay. Và đây là hai dòng sản phẩm sofa đẹp, tính sang trọng của phòng khách sẽ được tốt hơn là sofa vải hoặc là nỉ. Chưa kể, xác định phòng khách 3m thì không thể chứa được nhiều đồ, cho nên bạn có thể lựa chọn những dòng sản phẩm chất lượng một chút để phòng khách trở nên sang trọng hơn nhé. Bên cạnh đó, các bộ sofa đặt trong phòng khách thì không nên có quá nhiều chi tiết cầu kỳ để làm rối mắt người nhìn, mà thay vào đó, hãy chú ý đến công năng của chiếc ghế sofa này nhé. Lưu ý khi lựa chọn thảm trải sàn cho phòng khách 3m. Trang trí thêm thảm trải sàn thì không phải là quá cần thiết, đặc biệt đối với những phòng khách nhỏ. Tuy nhiên, nếu tính toán khéo thì chiếc thảm trải sàn sẽ giúp không gian phòng khách 3m của bạn trở nên đẹp và ấn tượng hơn nhé. Bởi vì chiếc thảm có màu sắc phù hợp sẽ có tác dụng là kết nối các đồ nội thất trong phòng lại với nhau. Bên cạnh đó, với không gian phòng khách 3m thì chiếc thảm nhỏ sẽ giúp bạn có cảm giác thoải mái, thư giãn hơn. Sử dụng đèn âm trần, đèn thả nhỏ. Thường các gia chủ sẽ lựa chọn trang trí phòng khách bằng những kiểu đèn chùm, đèn thả khá lớn để tạo một điểm nhấn và tăng tính sang trọng cho ngôi nhà. Tuy nhiên, với những phòng khách nhỏ chỉ rộng 3m thì tuyệt đối nên tránh sử dụng các mẫu đèn chùm, đèn thả lớn. Vì chúng sẽ phản ánh trực tiếp diện tích khiêm tốn của gia đình bạn, tạo cho bạn một cảm giác trần thấp xuống và ngột ngạt. Từ đó sẽ giảm đi hiệu năng của các sản phẩm nội thất khi áp dụng các cách ở trên. Mà thay vào đó, bạn nên sử dụng đèn âm trần, đèn thả có kích thước nhỏ. Các mẫu đèn này sẽ được thiết kế phù hợp với những không gian nhỏ, từ đó không gian phòng khách nhà bạn cũng trở nên thoáng đãng, cao sáng hơn rất nhiều. Lựa chọn kiểu rèm phù hợp cho phòng khách nhà ống 3m. Với những phòng khách của nhà ống nhỏ 3m thì hầu như không có cửa sổ, mà thay vào đó là cửa chính to để có thể lấy sáng tối đa cho cả ngôi nhà. Tuy nhiên, cũng phải gắn thêm rèm cửa để điều chỉnh ánh sáng phù hợp trong từng thời điểm. Và kinh nghiệm cần phải nhớ khi làm rèm cửa cho phòng khách nhà 3m chính là lựa chọn rèm cửa kịch trần. Chiều dài của rèm giúp đánh lừa thị giác và tạo cảm giác không gian phòng khách trở nên rộng rãi hơn. Và các họa tiết ở trên rèm còn có tác dụng tạo điểm nhấn hiệu quả và nâng cao tính thẩm mỹ. Trang trí thêm bình hoa, cây cảnh cho phòng khách nhà 3m thêm sinh động. Với chiều rộng chỉ 3m thì nói thật, dù thiết kế nội thất hoàn hảo đến mấy thì vẫn có một cảm giác là không gian nhỏ. Bởi vậy mà những chậu cây cảnh, bình hoa sẽ giúp xoa dịu cảm giác, tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người. Đồng thời bên cạnh đó thì những bình hoa hay là chậu cây này sẽ làm cho căn phòng khách nhỏ nhà bạn trở nên đẹp và sinh động hơn nhé. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý là nên lựa chọn những mẫu cây có kích thước phù hợp để tránh gây xung đột với các tiêu chí thiết kế ở trên. Lưu ý khi thiết kế nội thất trong phòng khách nhà 3m. Khi bố trí nội thất phòng khách cho nhà nhỏ 3m thì bạn nên kê nội thất sát vào hai bên vách của tường. Cách làm này giúp tận dụng lợi thế về chiều sâu của nhà ống được hiệu quả hơn. Đặc biệt, các hạng mục nội thất gắn tường cũng là lựa chọn hợp lý cho phòng khách dài hẹp. Và nếu bạn thiết kế phòng khách không gian mở thì có thể kết hợp các phòng chức năng khác nhau, thế nên bố trí thêm vách ngăn để phân chia được không gian. Ứng dụng nội thất thông minh. Đây là mẹo thiết kế phòng nhỏ 3m được rất nhiều gia chủ áp dụng. Bởi vì thường diện tích của phòng khách nhà ống nhỏ hẹp, cho nên việc đảm bảo tiện nghi là khá khó khăn.
Vì thế, các mẫu thiết kế nội thất thông minh sẽ lên ngôi và bạn nên ưu tiên tham khảo những mẫu như sau. Tủ TV kết hợp với kệ trang trí. Kệ sách gắn tường kết hợp kệ trang trí. Tủ trang trí kết hợp bàn làm việc. Ghế sofa có tích hợp ngăn kéo. Lựa chọn đồ nội thất đa năng vừa giúp tiết kiệm được diện tích, vừa giúp đảm bảo tiện nghi cho gia chủ trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, với không gian phòng khách 3m, thì các sản phẩm nội thất được thiết kế theo số đo của phòng khách còn giúp không gian trở nên hài hòa, tránh tạo cảm giác bừa bộn, ngột ngạt vì nội thất quá lớn hoặc là quá nhiều. Và trên đây là những kinh nghiệm thiết kế nội thất cho phòng khách nhà ống nhỏ 3m. Và chỉ cần chú ý và áp dụng những mẹo này, đảm bảo căn phòng nhỏ của bạn sẽ trở nên tiện nghi, đẹp và thoáng đãng hơn nhiều. Chúc các bạn decor cho mình được căn phòng khách nhỏ ưng ý nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.